Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi trên kênh YouTube của Báo Giao thông. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin trong nước và quốc tế mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ vừa qua. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 6, một lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Vân, sinh năm 1994, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột, khoảng 17 giờ ngày 9 tháng 6, Trần Thị Vân đã ra trình diện sau 3 ngày dùng ô tô cá nhân tông vào xế hộp của đối phương do mâu thuẫn trên bàn nhậu. Lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột thông tin, trước mắt đã khởi tố bị can Trần Thị Vân về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện thêm tội danh mới sẽ khởi tố bổ sung. Hành vi của bị can Trần Thị Vân là ngông cuồng, coi thường pháp luật, cần phải xử lý nghiêm. Bước đầu, Trần Thị Vân đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và bày tỏ ăn năn, hối lỗi sau sự việc. Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 6 tháng 6, tại một quán nhậu vỉa hè trên đường Ngô Quyền, giao nhau với đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, đã xảy ra việc xô xát giữa các cô gái do mâu thuẫn trong cuộc nhậu. Sau khi xô xát, Trần Thị Vân nhanh chóng lên ô tô, điều khiển xe tông vào ô tô phía trước và còn lùi xe tông thêm một lần nữa. Vụ việc đã gây náo loạn cả tuyến phố, nhiều người dân đi đường đã dùng điện thoại quay lại, đăng tải trên mạng xã hội. Ngay sau vụ việc, Vân lái ô tô rời khỏi hiện trường, phía cơ quan công an vận động đến cơ quan chức năng trình diện. Trong trường hợp đối tượng không đến, sẽ phát lệnh truy nã. Ngày 9 tháng 6, trả lời phỏng vấn trong bản tin thời sự về TV1, ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, đã có những trải lòng về việc tiếp tục bộ hành của mình. Bản tin VTV cho biết, dự kiến của ông Thích Minh Tuệ khi đi hết các địa phương trên cả nước sẽ dừng chân tại một khu vực nào đấy, nếu thuận lợi, vài năm sau mới bộ hành một lần, chứ không phải lúc nào cũng đi. Chỉ khi không còn tình trạng đông người, đảm bảo an ninh trật tự, ông Thích Minh Tuệ mới tiếp tục bộ hành, còn không sẽ an trú tại địa điểm nào đấy và khất thực ở khu vực gần. Ông Thích Minh Tuệ chia sẻ, mình ở một trú xứ nào đấy, núi nào đấy, hang đá nào đấy. Mình xuống gần làng, mình khất thực, xong mình tu hành cho mình thôi. Có trú xứ an ổn điều kiện như thế thì mình cần học tập. Người tu họ cũng có thời gian an ổn, khi nào cần thiết thì mình mới bộ hành. Nhưng bộ hành yên tĩnh giống như 6 năm trước, không có ai đi theo. Trước đó, ngày 8 tháng 6, sư Minh Tuệ đã xuất hiện trong bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, chia sẻ về việc quyết định ẩn tu của mình. Cụ thể, sư Minh Tuệ cho biết, việc tu tập của mình lại có nhiều người đi theo, làm ách tắc giao thông, ảnh hưởng trật tự nên ông phải dừng. Ông nói, tinh thần và sức khỏe của con vẫn tốt, vẫn đảm bảo học tập theo lời Phật dạy được. Không còn người dân đông đúc ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông xã hội thì con vẫn học tập ở ngoài, không có gì thay đổi cả. Ông cho biết thêm, vì nguyện vọng học tập của mình mà bây giờ họ cứ ra làm ách tắc, mình đi không được thì mình hoàn cảnh như thế thì mình cũng nên dừng. Con cũng mong muốn khi con đi ra đường thì người dân đừng tập trung như thế nữa, buộc mình phải dừng lại. Họ quay phim và làm những việc để kiếm tiền thì những cái đấy không phù hợp. Tuy nhiên, đoạn phỏng vấn trả lời của sư Minh Tuệ trên VTV đã dấy lên nhiều tranh cãi, trái chiều cho rằng đây là video cắt ghép dàn dựng giả mạo. VTV cho rằng việc tu tập thực hành giáo lý nhà Phật là nhu cầu chính đáng của người dân và được pháp luật bảo hộ. Quyết định dừng bộ hành của ông Thích Minh Tuệ cần được tôn trọng. Đã đến lúc cần siết chặt công tác quản lý nội dung số, nếu không các YouTuber, TikToker sẽ bất chấp tất cả để kiếm tiền mà không quan tâm đến hậu quả gây ra cho xã hội. Trước thông tin mạng xã hội cho rằng đề thi ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội bị lộ, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi tuyển sinh năm học 2024-2025 thành phố Hà Nội khẳng định, thông tin này không chính xác, không có việc lộ đề ngữ văn tại Hà Nội. Trước đó, theo một tài khoản đăng tải trên nhóm Zalo, đề thi ngữ văn ban đầu dự kiến nằm trong tác phẩm Bếp lửa của Bằng Việt, đề thi nghị luận bàn về lòng dũng cảm. Tài khoản này viết, do lộ đề nên 5 giờ ngày 8 tháng 6, trước khi thi môn ngữ văn, toàn bộ đề thi đã được thay mới, kể cả đề toán và tiếng Anh. Theo đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo, việc xây dựng, in sao và vận chuyển đề thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại Hà Nội được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, đúng quy chế thi và bảo đảm bảo mật tuyệt đối. Toàn bộ quy trình này có sự tham gia giám sát của lực lượng an ninh. Đề thi được bàn giao tới các điểm thi vào ngày 7 tháng 6, trước ngày thi chính thức một ngày. Phòng bảo quản đề thi tại 201 điểm thi trên địa bàn thành phố đều có lực lượng công an và hệ thống camera an ninh giám sát 24/24 giờ. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đề nghị cơ quan công an điều tra, xác minh việc thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.
Trong hai ngày mùng 8 và ngày mùng 9 tháng 6, do ảnh hưởng từ hoàn lưu, nhiều địa phương ở Hà Giang chịu ảnh hưởng mưa lớn. Lượng mưa đo được từ 7 giờ đến 15 giờ ngày mùng 9 tháng 6 ở Quảng Ngân, Hà Giang là gần 120mm. Do tình hình mưa lũ kéo dài, tuyến đường lên sông Nho Quế, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang bị sạt lở, nhiều người dân và du khách mắc kẹt, không thể di chuyển. Tuyến đường Thuận Hòa, Thái An, đường Mèo Vạc, Đồng Văn cũng bị chia cắt do ngập lụt sạt lở. Một lượng lớn đất đá tràn xuống đường lớn tuyến huyện Mèo Vạc, huyện Đồng Văn và nước ngập gần 1 mét nên các phương tiện không thể đi qua các đoạn đường này. Tối ngày 9 tháng 6, chia sẻ với báo chí, đại diện Công an huyện Mèo Vạc, Hà Giang cho biết, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, nước lũ từ hai khe núi cao đổ xuống đường từ xã Bà Vi đi ba xã bên dưới, trong đó có đoạn xuống sông Nho Quế bị ngập lụt. Theo vị đại diện, nước lũ đã tàn phá tuyến đường dài khoảng 700 mét, khiến hai chiếc xe khách 16 chỗ, 3 xe tải, 3 xe con cùng nhiều xe máy bị mắc kẹt trên tuyến đường xuống sông Nho Quế. Đại diện Công an huyện Mèo Vạc nói, sau khi nhận tin báo, chúng tôi đã cử lực lượng xuống hiện trường, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn, gọi xe cứu hộ để đưa các phương tiện khỏi hiện trường. Tới khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa hết các xe bị mắc kẹt ra khỏi tuyến đường và lập chốt phong tỏa, ngăn chặn người dân và du khách đi xuống. Ủy ban dân tỉnh Hà Giang đã triển khai lực lượng kiểm tra, ra soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nguyên nhân gây ra tình trạng mưa lớn tại Bắc Bộ trong hai ngày qua là khu vực chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Miền Bắc đang hứng đợt mưa lớn diện rộng, trong đó thời gian mưa vừa mưa to, tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Dự báo mưa lớn ở khu vực này sắp giảm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm ngày 8 tháng 6, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Trong đó, Đông Bắc Bộ mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8 tháng 6 đến 3 giờ ngày 9 tháng 6, có nơi trên 80mm, như Y Can, Yên Bái, 139,6mm, Đồng Tâm, Hòa Bình, 125,4mm, Phình Hồ, Quảng Ninh, 203,4mm, Mai Đình, Bắc Giang, 116,4mm, Đại Phúc, Bắc Ninh, 109,6mm, Châu Quỳ, Hà Nội, 91,6mm, Cẩm Liên, Thanh Hóa, 105,6mm. Từ sáng sớm ngày 9 tháng 6 đến sáng sớm ngày 10 tháng 6, Bắc Bộ mưa vừa mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa vừa mưa to tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Ngoài ra, ngày và đêm ngày 9 tháng 6, Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to, lượng mưa phổ biến 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to, lượng mưa 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, đặc biệt tại các huyện Hà Giang, Bắc Mê, Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Cao Bằng, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, Bắc Giang, thành phố Bắc Giang, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Việt Yên, Yên Dũng, Yên Thế. Từ ngày 10 tháng 6, mưa lớn ở Bắc Bộ khả năng giảm dần. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm ngày 9 tháng 6. Hà Nội mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, mưa rải rác dông. Thời gian mưa vừa, mưa to tập trung vào sáng và đêm. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ C. Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, chiều tối và đêm mưa vừa mưa to, cục bộ mưa to đến rất to và rải rác dông, gió nhẹ, trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ mưa vừa mưa to, cục bộ mưa rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa vừa mưa to tập trung vào sáng và đêm, gió nhẹ, đồng bằng và ven biển gió Đông Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Nam đến Đông Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh,
nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 31 đến 33 độ C, phía Nam 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông dự báo xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C. Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C.